đi về. Ủa, Đa ơi, Đa ơi, Đa, con ơi, mưa gió mà đi đâu không biết à, về phụ mẹ dọn hàng nè con. Đa ơi, Đa. Ê chết, có khi nào nó tới đìa tới xong không? Chết chết. Đa ơi, Đa ơi, con ơi. Kiếm con phải không? À, tôi kiếm con. Tôi biết con chị đâu nè. À, bộ biết con tôi ở đâu hả? Ê, tôi cái gì tôi cũng biết hết trơn á. Có phải nãy giờ á, trong tâm tâm của chị á, là chị đang thắc mắc không biết tôi là ai phải không? Đây tôi giải thích cho chị nghe nè. Tôi không phải là người thường, tôi là thần tiên. Và đây là cái đũa của thần tiên. Này đũa ăn cơm mà. Phải tin nó là cái đũa của thần tiên. Trời đất ơi. Ôi ta hả, đi lại tìm không ra. Ở đó giỡn. Mất đũa rồi. Bây giờ không tin phải không? Xem nè. Ha hi. Này cô gái kia, cần điều gì? Hãy cứ ước đi, đừng ngại ngùng. Ây da, đừng có khách sáo mà. Ta là thần tiên, chứ không phải thần điên. Có phép thần thông biến hóa, biến ra liền. Suy nghĩ kỹ trước khi ước nha. Tại vì cô là một cô gái tốt, làm mà điều tốt, và thích ta là tốt. Còn tôi là tôi rất là thích em, và cảm ơn thích cái về điều tốt. Cho nên tôi sẽ ban cho cô ba điều ước. Cô thích ước cái gì thì ước. Xe hơi chức tước ở nhà lầu, hay cô muốn là cô đại gia rước trước. Ước điều gì thì hãy ước mau. Còn không ta về cõi trời. Trời đất ơi. Đó, bà đã tin ta là thần tiên chưa? Tin thì tôi tin rồi, mà hồi đó tới giờ thiệt tình luôn nha. Chưa thấy bà tiên nào mà vừa điên vừa xàm như vậy đó. Trời ơi, không biết hả, ta là tiên xàm mà. Ta thích bà cho nên bây giờ ta sẽ tặng cho bà ba điều ước. Bà thích ước cái gì thì ước. Nhưng mà nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ước ba điều ước. Điều ước đầu tiên á là con tôi nó thích đi học lắm, mà hồi đó giờ nhà khó khăn cho nên tôi. Ủa tôi chưa nói mà. Trời, ta là thần tiên mà, ta biết hết trước hết tất cả mọi chuyện. Bà đã thực hiện điều ước thứ nhất xong. Trời ơi, áo đi học. Điều ước thứ hai là tôi muốn làm một cái sinh nhật ý nghĩa cho con tôi mà hả. Trời đất, cái bánh kem tôi cũng chưa nói mà. À, nhưng mà hai điều ước đã qua rồi, bà còn một điều cuối cùng bà hãy ước đi. Bánh kem có rồi, áo đi học có rồi. Ủa mà con tôi đâu? Thôi được rồi, nữ về nhà đi. Trời ơi, nhà đi làm nhiều tiền quá à. Nhiều tiền ghê luôn á. Để coi đây, cái tờ này là cái tờ gì ta? M-O tờ ốp, M-O-P mốt nặng 1. Trờ ớ mờ âm trờ âm trăm, ngờ y ngờ in nghinh quyền ngàn 100.000. Trời đất ơi, nhiều tiền quá à. Cái này mà đưa cho chị Sáu á, chị Sáu chỉ mừng lắm á. Thiệt luôn á, chị Sáu chỉ mừng lắm. Sáu ơi. Bé Đà. Chị Sáu. Chị Sáu. Nhớ chị Sáu quá à, chị Sáu ơi. Cái thằng này, mẹ mày mà mày cứ kêu là chị Sáu. Dạ, tại vì mọi người nói á, hai mẹ con của mình trẻ đều với nhau, y chang nhau vậy đó. Cho nên con muốn kêu mẹ bằng
mẹ chị. Mẹ chị sao? Sao? Đồ quỷ à, sao già rồi, đẻ gì nữa mà trẻ. Sao? Gì? Có tiền cho sao nè. Trời ơi, tiền ở đâu mà con có nhiều dữ vậy? Dạ, con đá sáo, sáo sáo cất đi. Con ăn cắp, con ăn trộm phải không? Lên giường nằm cho sáo. Bây giờ chưa buồn ngủ mà. Lên giường nằm cho sáo. Lẹ lên. Mẹ dạy con sao hả? Dạ. Nghèo cho sạch. Rất cho thơm. Bỏ nha chưa? Bỏ nha chưa? Ăn cắp. Đau lắm. Tiền này bây giờ đâu có đi ăn cắp ăn trộm đâu. Này là bây giờ tự đi làm kiếm tiền đem về cho Sáu nè. Thấy Sáu đi làm cực khổ cho nên là... Sáu, Sáu, Sáu nghe bé Đa nói nè. Thật sự thì bé Đa đâu có điên cắp ăn trộm gì đâu. Đâu có bỏ nhà đi đâu. Thật sự nó là... Vào một buổi sáng con ra ngoài đầu ngõ, con thấy một ông đó đang dắt theo một con chó. Bèn lại hỏi thăm ông đang tìm ai đó. Thì ra là ông cần tìm một người làm công trẻ trâu để theo làm bóc dáng ở công trường. Việc nhẹ lương cao mà lại có tiền, chạy ra chạy vô chạy ra cầm can xi măng để xây, quét vôi trộn hồ đều tay, làm việc thật là vui biết mấy. Một ngày làm xong được 100 ngàn, con hì hục làm con được thêm 9 hôm, thế là làm được 1 triệu luôn, đem về cho Sáu đi bác sĩ nà. Xây đà da di da da di da 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 di da da. Con cái xong rồi nè Sáu ơi. Sáu, Sáu, thật sự là như vậy đó Sáu. Bây giờ không có đi ăn cắp băng trộm gì hết đó Sáu. Nằm lên cho Sáu. Trời ơi, nãy giờ kể nãy giờ mà Sáu giờ nằm lên cho Sáu. Thôi đánh nữa kìa. Đau lắm, đánh cái đít được rồi, đừng đánh lưng. Ai đánh con? Chứ gì? Sao thoa dầu mà? Thôi, bé Đa lớn rồi, tự thoa dầu chứ mắc cỡ lắm. Để tự cho bé Đa tự thoa chứ. Trời ơi, không biết nó lớn hơn ai nữa. À, gì vậy con? Nóng quá. À, gì nữa vậy con? Lạnh quá. Là sao? Vì thiên đường nóng lạnh tùm lum. Trời đất ơi. Thằng quỷ à, lúc nào cũng cà rỡn với bà già này hết. Sao? Sao cất tiền đi, mới ra làm cực khổ kiếm cho Sáu nè. Đừng đi làm nữa, đừng đi bán nữa, cực lắm. Cất tiền nha. Êm quá à. Hồi nãy á, Sáu đánh con đau lắm phải không? Dạ không sao hết á, đã có nhị thiên đường. Cha mày. Ê, cái này đau nè. Lấy nhị thiên đường sức vô. Trời đất ơi, Sáu lấy miếng hài của con hả Sáu? Sáu là tiếng chính kịch nha. Mệt quá à, lại đi. Con nằm nha. Yeah. Nè nè nè. Dạ. Không có ai mượn nghe chưa? Không có ai mượn con đi làm sạch trơn á. Con có biết con đi làm công trình như vậy là nó cực, nó khổ lắm không? Rồi lỡ như con có bề gì, rồi cái thân già này biết sống với ai? Không có được như vậy nữa nghe chưa? Biết á, là nhà mình nghèo khổ, nhưng mà cái thân già này nè, chịu được hết. Chưa thấy con như vậy, sao xót lắm. Mà nè,
Hứa với Sáu là từ nay không được xa Sáu nửa bước, nghe chưa? Dạ con biết rồi, con hứa từ nay á sẽ không bao giờ xa Sáu đâu, thề. Trời đất ơi, chỗ Sáu có cái này cho con nè. Có gì Sáu? Cái gì vậy Sáu? Ú à. Trời ơi, cái áo đi học Sáu mua cho con đó hả? Sáu ơi, cái áo đẹp quá Sáu. Cái áo trắng đẹp quá hả? Cái này mà mới đang mặc đi học hả? Là mấy đứa bạn hả? Là nó khen cho coi. Đẹp quá hả? Mừng ngày sinh nhật bé Đa, mừng ngày sinh nhật bé Đa, mừng ngày đó con sinh ra đời, mãi bên mẹ nhé con. Sao ơi? Hả? Sáu hát hay lắm á. Mà sao nhảy thấy ghê quá. Tổ cha mày thì sinh nhật của mày á, sao làm cho mày vui chứ bộ. Bánh của con nè. Trời ơi, cái bánh kem, cái bánh kem đẹp dữ thần không? Nào giờ mới đâu mới thấy cái bánh kem mà nó đẹp như vậy luôn á. Nó có cây đặc cày nữa kìa. Không, đây đây, nó có lửa nữa. Ôi đẹp quá à. Có bánh kem nè, rồi có đèn cày. Sao ơi? Ơi, thường thì là người ta phải ướt không Sáu? Ướt đi con, ướt đi con. Bây giờ ướt kìa Sáu. Điều ước thứ nhất là con ước được đi học. Điều ước thứ hai là con có thể phụ Sáu đi bán mỗi ngày. Đồ quỷ à. Cái gì vậy Sáu? Ước cứng chết vậy á. Để con đang ước mà. Còn điều ước cuối cùng là lịch đi học không đụng lịch đi bán. Cha mày. Con đang ước mà. Ước gì mà xàm dữ vậy? Con đang ước. Ý, ông ơi, cho con thêm một điều ước nữa được không ông? Dạ con cảm ơn ông. Dạ, ông tốt quá. Điều ước thứ tư này nó quan trọng hơn ba điều ước kia luôn. Là phải đa ước cho Sáu lúc nào cũng mạnh khỏe, với lại không bao giờ rời xa bé Đa đâu. Tầm bậy không à. Cái này con đâu có cần ước. Sáu đang hiện diện trước mặt con mà. Sáu mới giờ xa con đâu. Thổi đèn. Thổi đèn thì đi ước mới thành hiện thực. À. Thổi đi con. Vậy là điều ước của con á sắp thành hiện thực rồi đó. Dạ. Sáu ơi. Ơi. Đói rồi. Đói quá. Cho con ăn nha. Con đói. Dạ. Ăn bánh kem. Kem. Sáu có muỗng là Sáu có muỗng luôn rồi. Sáu. Sáu sao đút cho bé Đăng đi. Sáu đút đi. Để Sáu đút cho nè. Sáu ăn. Sáu ăn nè. Tổ cha mày. Cho một muỗng nữa, một muỗng đi. Ăn từ từ thôi con. Chín tùm lum rồi nè, ai dặn đâu. Một muỗng bự, một bự luôn. Một muỗng bự luôn phải không? Rồi. Đa à, đang ăn bánh mà làm gì vậy con? Ra ăn cho hết cái bánh nè. Tổ cha nó đang ăn mà đi chơi trốn tìm. Trốn ở đây đẹp phải không? Bên kia nè đúng không? Nè nè nè, nắp tay phòng. Đa. Đa ơi, con mới ở đây mà. Đây nè, đây nè. Nó mới ở đây, nó mới cầm áo đây nè. Đa ơi, Đa. Đa ơi, có ai thấy con tôi ở đâu không? Đa ơi, Đa. Có ai thấy con tôi ở đâu không? Có ai thấy con tôi ở đâu không? Đa ơi! Đa ơi! Con ơi! Thằng Đa
rồi. Không, không, con tôi nó chưa bỏ tôi đi à. Con tôi nó không bỏ tôi đâu, nó thương tôi lắm. Nó không có cho tôi đi bán, nó sợ tôi đau lưng. Nó giỏi lắm, nó giỏi lắm. Mới có mười mấy tuổi đầu thôi mà nó biết đi làm kiếm tiền phụ tôi rồi. Nó không có bỏ tôi đi đâu, nó không có bỏ tôi đâu. Nó thương tôi lắm, nó chưa có chết, nó chưa có chết mà. Đi tìm nó với tôi, đi tìm nó với tôi. Đào ơi, Đào ơi, chị Đào sao? Ơi. Chị tỉnh lại đi chị sao à? Thằng Đa nó đi làm công trình, nó bị sập giàn giáo, nó chết rồi. Bậy, nó chưa có chết, nó chưa có chết, nghe chưa? Không được nói như vậy, nó chưa có chết, nó chưa có chết, nó chưa có chết. Đa ơi, Đa ơi, Đa ơi, Đa, con ơi. Đã quá muộn trong sự sám hối nơi con, tội lỗi đã mang đôi lời dạy của mẹ. Giờ đây con muốn trở lại với vòng tay khô cằn mà ngày bên mẹ con chẳng bận tâm. Mẹ nắng con dậy bước con đi, mẹ dõi theo từng nhịp tim đập nhanh ngay chậm mà con vô tâm vô nghĩ. Một bước tai hòa với đứa con, một gánh vai mẹ không lời than, lặng lẽ một mình mẹ khóc một mình. Chị sao? Tôi biết á, là không có nỗi đau nào bằng cái nỗi đau mất con. Nhưng mà chị phải chấp nhận cái thực tại và đừng sống trong quá khứ nữa. Đa nó đã chết rồi, nhưng mà tôi tin á, là con nó sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị mà. Sao ơi, bé Đa không bao giờ rời xa Sáo đâu. Bé Đa luôn luôn ở bên cạnh Sáo. Sáo hứa đi, Sáo luôn luôn sống vui, sống khỏe nha Sáo. Là bởi vì con thương Sáo, con thương mẹ. Mẹ con.